cùng CatDog TV tìm hiểu về mèo Anh lông dài nhé. Mèo Anh lông dài hay British Longhair có nguồn gốc từ Anh Quốc. Chúng là hậu duệ của giống mèo Ba Tư và mèo Anh lông ngắn. Vào đầu thế kỷ 20, mèo Anh lông ngắn đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Vậy nên người ta đã đem lai tạo những cá thể mèo Anh lông ngắn còn lại với mèo Ba Tư, hình thành lên cá thể mèo Anh lông dài. Giống mèo này được tạo ra bởi sự đột biến gen trong quá trình lai tạo mang những đặc điểm giống với mèo Anh lông ngắn, chỉ khác ở bộ lông. Nói một cách ngắn gọn, mèo Anh lông dài là phiên bản khác của mèo Anh lông ngắn. Đặc điểm ngoại hình. Đặc điểm của mèo Anh lông dài khá giống với mèo Anh lông ngắn. Điểm khác biệt lớn nhất chính là bộ lông. Thân hình rắn chắc, mặt tròn, mũi ngắn xinh xắn, đôi tai thẳng, cũng có những con có tai cụp nhưng tỷ lệ này khá thấp. Điểm nổi bật lớn nhất của mèo Anh lông dài là bộ lông óng mượt như nhung, vừa dày vừa dài, giúp giữ ấm cơ thể rất tốt. Trọng lượng trung bình của mèo Anh lông dài là từ 4 đến 8 kg tùy thuộc vào giới tính cũng như cách chăm sóc. Tính cách. Mèo Anh lông dài có tính cách khá hiền lành, ôn hòa. Thỉnh thoảng chúng cũng thích chơi đùa, hiếu động, đặc biệt là khi còn nhỏ. Cũng giống như mèo Anh lông ngắn. Tuy nhiên đây có thể là một ưu điểm khi bạn nuôi một chú mèo Anh lông dài, vì chúng sẽ không làm phiền đến chủ nhân khi bạn đang làm việc hoặc bận rộn. Một số màu lông của mèo Anh lông dài phổ biến hiện nay. Màu bicolor, màu xám, màu chinchilla, màu tabi, màu toti, màu trắng. Chăm sóc mèo Anh lông dài. Mèo Anh lông dài có thể ăn được những loại thức ăn phổ biến như thịt gà, thịt bò, cá, pate, hạt, vân vân. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý về hàm lượng dinh dưỡng các chất nạp vào cơ thể mèo. Không nên thừa hoặc thiếu chất sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mèo. Mèo dưới 1 tháng tuổi nên cho bú sữa mẹ hoàn toàn. Mèo từ 2 đến 3 tháng thức ăn nên xay nhuyễn và chia thành nhiều bữa nhỏ trong một ngày. Mèo từ 3 đến 6 tháng tăng dần lượng thức ăn phù hợp, giảm số bữa còn 4 bữa một ngày. Mèo trên 6 tháng chúng có thể ăn uống bình thường và bạn nên duy trì ở mức 3 bữa một ngày. Mèo Anh lông dài cần được chăm sóc bộ lông kỹ càng. Bạn nên sử dụng sữa tắm chuyên dụng cho mèo. Đối với mèo chúng ta cũng không nên tắm thường xuyên, duy trì tắm từ 1 đến 2 lần trên tháng là được. Thường xuyên chải lông cho mèo Anh lông dài giúp lông đỡ bị rối và ngăn ngừa bọ chét. Mèo Anh lông dài cũng cần được tiêm phòng đầy đủ và khám sức khỏe định kỳ để phòng tránh bệnh tật. Giá của mèo Anh lông dài. Giá của mèo Anh lông dài ở Việt Nam hiện nay trung bình từ 1 đến 5 triệu đồng tùy thuộc vào sự lai tạo, màu sắc lông. Với những chú mèo Anh lông dài thuần chủng hoặc những bé hàng nhập, mức giá sẽ dao động từ 7 đến hơn 10 triệu đồng. Mèo Anh lông dài hiện đang rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam vì chúng dễ nuôi và giá thành phải chăng. Nếu bạn đang phân vân không biết có nên nuôi một chú mèo Anh lông dài không thì chắc chắn những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn đấy. Đăng ký kênh và chờ đón những video tiếp theo về thế giới thú cưng nhé.